Dạ, em ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai xin chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu mình một chiếc xe dòng xe Kia Carnegie 2014 nha anh chị. Dòng xe Kia Carnegie 2014 số sàn máy 2.0 dòng xe bản độ anh chị ha. Thì nói chung thì một buổi chiều nói chung là buổi tối giờ này thì cũng 7 giờ mấy 8 giờ anh chị. Nói chung thì cũng yên tĩnh. Sẵn dịp view và quay đối với chiếc xe Kia Carnegie 2014 này máy xăng anh chị nha, máy 2.0 dòng xe 7 chỗ anh chị ha, 5 cộng 2. Em sẽ quay và view giới thiệu đến cho anh chị, nếu anh chị mình đang cần tìm những cái dòng xe này để về phục vụ cho gia đình anh chị đi thì anh chị có thể xem và tham khảo cùng em nhé. Nếu mà anh chị có nhu cầu muốn sở hữu nó hay là muốn tìm hiểu và tham khảo thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0944 872 091 để em gửi hình chi tiết cho anh chị xem, hoặc là gửi định vị cho anh chị có thể lên tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng để xem xe chi tiết anh chị ha. Thì bên cửa hàng của em có hỗ trợ Google Maps cho anh chị luôn. Anh chị có nhu cầu muốn biết từ nhà mình lên cửa hàng của em bao nhiêu xa, anh chị vô Google Maps nhấn vô là ô tô Quốc Hùng sẽ hiện cửa hàng của em lên, và những nút chỉ đường sẽ biết từ nhà mình lên đến cửa hàng của em bao nhiêu xa, rất là thuận tiện anh chị ha. Thì đối với chiếc xe Kia Carnegie 2014 số sàn máy 2.0 này thì là trước khi bên cửa hàng nhập về cũng đã kiểm tra và test rất là kỹ cho anh chị nhé. Bên cửa hàng sẽ bao anh chị và cam kết bằng văn bản tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng sẽ cam kết với anh chị là không dịch vụ taxi. Không va chạm cứng đụng nhé, máy số zin anh chị ha, bao anh chị quay đầu và có bảo hành cho anh chị 3 tháng sử dụng anh chị, 3 tháng đầu sử dụng anh chị ha, nên anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng và phần bảo hành cam kết, và bao anh chị cái bán rút hồ sơ về cho anh chị nhập toàn tỉnh đều ok hết anh chị ha. Rồi thì đối với xe này thì nói chung là bóng đèn nè, đèn pha, đèn cản nó trong đời cũng còn khá là cao, 2014 thì xe đời cao rồi anh chị ha, nên là anh chị cứ yên tâm về phần chất lượng và phần nói chung là đời xe cao mà không có dịch vụ taxi á, nên là xe còn cứng và đi đầm lắm. Thì Dũng cái dòng xe này thì xe là gầm bể máy móc đều cứng cáp và đi đầm chắc. Dòng xe này thì dòng xe bạn gia đình bản chất của nó là dành cho bên gia đình, nên là xe còn rất là cứng cáp và rất là liền. Xe người ta đi gia đình thì chất xe nó cũng sẽ cứng cáp và sẽ liền đẹp đẹp hơn anh chị nha. Nên anh chị những cái vô lăng của nó ha còn rất là đẹp, không dấu hiệu là bị mòn hay là chảy xước anh chị ha, nên chiếc xe còn rất là ok. Anh chị mình đang cần tìm những cái dòng xe này để đi phục vụ cho gia đình thì khá là ok anh chị ha. Tầm tiền thì cũng rất là hợp lý cho anh chị nhé, đời 2014 xe đời khá là cao và đăng kiểm dài nè ha, xe nói chung là cấp bi đồ nè đẹp keng hết á, không có dấu hiệu là mòn hay là chảy xước gì hết anh chị ha. Anh chị thấy không? Đó. Xe là tuyệt đối là bao anh chị, không dịch vụ taxi nha anh chị ha. Đó. Thì đối với xe này thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình chỉ có 259 triệu thôi anh chị ha. 259 triệu thôi. Một cái giá cũng rất là hợp lý cho anh chị. Đối với một chiếc xe cứng, xe đẹp, không dịch vụ taxi, không đâm đụng, va chạm, ngập nước, thủy kích nha anh chị nha. Máy số zin anh chị ha. Và đồng thời thì bên cửa hàng có bảo hành cho anh chị 3 tháng luôn ha, và cam kết với anh chị bằng văn bản tại cửa hàng những cái cần thiết anh chị, đây những cái ruột gà đồ nó ốc tán nè nguyên zin hết anh chị ạ, nguyên zin đầy đủ hết ha, đây ốc tán đồ là zin đẹp hết anh chị ha, tem của nó nè ha. Dòng xe này thì dòng xe Kia Carnegie thì cũng được Việt Nam mình ưu chuộng và chọn sử dụng rất là nhiều anh chị, chọn người ta đa số là chọn sử dụng thì đa số là mua về để đi gia đình anh chị ạ. Đi gia đình, tại vì những cái dòng xe này để đa số người ta mua về để đi gia đình, nên là tầm tiền giá thành nó cũng rất là hợp lý để mình mua về để mình sử dụng ha. Và được một cái nữa là rất là ít taxi dịch vụ ha, người ta số người ta mua ít taxi dịch vụ thì mua dòng xe bạn thiếu 1.6 anh chị nha, còn dòng này là dòng 2.0 thì người ta mua đa số là xe gia đình, cái rất là cứng cáp anh chị ạ. Anh chị những cái cánh cửa nữa ha, rất là cứng cáp và không có giống như những cái chiếc xe mà đi nhiều hay là có dịch vụ taxi, cánh cửa nó sẽ, một là mình mở ra nó sẽ khép lại, hai là nó banh ra anh chị ha. Còn những cánh cửa này là anh chị thấy không, đó, từng bước ha, đó, từng bước còn rất là đẹp anh chị thấy không, xe rất là đẹp.
Tay nắm Upsi, chén cửa có đầy đủ hết ha. Chân kiến Upsi nè, và chủ xe cũng đã dán thêm cách nhiệt 3M cho anh chị rồi, và che mưa cũng có luôn anh chị ha, và garamui cũng có đầy đủ hết rồi. Anh chị mua về sẵn dùng thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa anh chị ha. Thì tầm tiền có giá thành 259 triệu thì anh chị nếu mà mua lựa chọn cái dòng xe Innova thì cũng được có tầm 24 25 bằng nhau luôn, nhưng mà những cái dòng xe đó đa số là dòng xe taxi đi ra mới mua được thôi, còn nếu mà xe gia đình thì phải trên 300 anh chị ha. Còn một chiếc xe đời 24 chuẩn chức gia đình không kinh doanh dịch vụ thì đi lựa chọn những cái dòng xe gia đình này đi thì khá là ok anh chị ạ. Đó, mình đi gia đình thì mình lựa chọn những cái dòng này thì khá là ok. Còn nếu mà anh chị chạy dịch vụ kiếm thêm chút đỉnh nè, mình cũng có thể vừa đi gia đình và vừa chạy dịch vụ kiếm thêm chút đỉnh chợ bà con cô bác đi chùa hay là đi bệnh viện này nọ kia thì cũng khá rất là ok anh chị ha. Đời rất là cao và chiếc xe rất là đầm êm và rộng rãi anh chị ha. Đó, anh chị có đồ tì tay đồ nè ha, dòng xe này có đồ tì tay đồ rất là thoải mái cho mình luôn. Chủ xe cũng đã dán một bộ ghế bay một bộ ghế da nhìn rất là đẹp của xe ha. Hơi tối thôi em sẽ để cửa như vậy để cho nó sáng anh chị ha. Đó, sợ mở bóng đèn da cho nó sáng một chút. Đó, tại vì máy em thì không có có đèn ha. Đây anh chị, mâm của nó cũng còn rất là đẹp, rất là đẹp ha, rất là liền anh chị ạ. À, rất là sáng luôn anh chị. Đó, đây thấy không? Thì cái dòng xe này thì có túi khí nè và thắng ABS nè anh chị, và có bốn thắng đệ nha anh chị ha. Mâm còn rất là đẹp, vỏ lốp thì cũng còn khá là cao anh chị ha. Gầm bể thì đẹp keng hết anh chị, đẹp keng hết ha. Và bóng đèn sau thì cũng còn rất là sáng, rất là đẹp nè anh chị. Đó, đèn sau rất là sáng đẹp luôn. Đó, đây, nói chung là một cái dáng xe, form dáng nhìn rất là đẹp và rất là dễ thương anh chị ha. Dòng xe 7 chỗ thì anh chị nếu mà vợ chồng anh chị mua về để xài đi lại gia đình hai vợ chồng đi đều ok hết nha. Dòng xe này thì phụ nữ đi cũng rất là ok anh chị, rất là thuận tiện cho hai cặp vợ chồng trẻ ha. Đây anh chị, bon tán hạng đồ là còn nguyên zin hết anh chị ạ. Còn nguyên zin hết ha. Đó, bon tán có hạng nè, rất là rõ và rất là đẹp ha. Những cái cây ti nhúng nè, còn rất là sáng, rất là đẹp ha. Đó, không có bị chảy nhớt hay là bị gì hết anh chị nha. Và ốc tán anh chị ạ, ốc tán còn nguyên bản, còn chưa tháo gỡ, chưa đựng đẩy anh chị ha. Ở bên cửa hàng của em thì luôn luôn nhập xe và cần thu mua rất là nhiều xe để về phục vụ cho anh chị bà con đang cần mua sử dụng anh chị ha. Anh chị có nhu cầu muốn bán xe hoặc là muốn cấp đổi xe nè, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với anh trai ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai anh chị nha. Ốc tán ha. Nếu mà anh chị nào mình có nhu cầu muốn xem xe trực tiếp, anh chị có thể lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, cửa hàng ô tô Quốc Hùng để xem xe chi tiết anh chị ha. Ở đây anh chị, xe cực kỳ là đẹp luôn ha. Anh chị mua về để đi gia đình thì khá là ok nha anh chị. Đồ đội đi lên xuống đều ok, đèn còn rất là đẹp ha. Mấy đồ đựng đồ này cũng còn rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đây, mấy cái đồ nhựa ở đây cũng còn rất là đẹp ha. Đây anh chị, đồ nhựa trên này cũng vậy ha. Bàn ghế sau nè ha, cũng còn rất là rộng rãi và nhìn rất là ok chị ha. Đồ nhựa còn rất là đẹp, không dấu hiệu bị chảy xước gì hết anh chị nha. Chứng tỏ chủ xe đi, họ đi rất là giữ gìn hết xe ha. Xung chỉ thì không xíu phân nào anh chị nha, không thiếu phần nào ha. Xe thì có cam lùi, cam hành trình, có màn hình Android đầy đủ hết cho anh chị nhé. Anh chị mua về chỉ sẵn việc đi thôi, không cần phải làm thứ gì nữa đâu anh chị ạ. Đây anh chị, đồ chơi bịch bùng đầy đủ hết đó, ha. Tay nắm Upsi này nó kia đầy đủ hết cho anh chị rồi anh chị nhé. Rồi anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em trai ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai anh chị nhé. Ấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe ở bên cửa hàng em trai ô tô Quốc Hùng anh chị ha. Và đồng thời thì anh chị nào mình có nhu cầu có bán xe nè, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với anh trai ô tô Quốc Hùng để được trao đổi với em nha. Chụp hình và gửi đăng kiểm nè và gửi giá cho em ha, hai bên thương lượng được ok em sẽ tới ngay nhà mua trong ngày, nhanh gọn lẹ cho anh chị nha anh chị. Mình không cần phải qua cò lái nữa ha, không cần phải qua cò lái tốn tiền cò tiền lái sẽ bị ép giá anh chị ha. Bên cửa hàng em thì đang cần mua thì mình bán được trực tiếp bên cửa hàng thì sẽ được một cái giá tốt hơn anh chị ha. Đây anh chị, ốc tán đồ là zin hết anh chị ạ. À, bên cửa hàng của em thì luôn luôn tuyển chọn ưu tiên những chiếc xe đẹp zin, những chiếc xe đẹp đẹp zin bên cửa hàng sẽ thu được một cái giá sẽ ưu tiên và tốt
nhất có thể nha anh chị ha. Anh chị lót chân lót sàn có đầy đủ hết anh chị. Anh chị mua về sẵn dùng thôi. Anh chị trần nè, trần nghỉ dinh nè ha, dinh hết anh chị ha. Rồi, tì tay nè, có tì tay đầy đủ hết ha anh chị. Dòng xe này thì đi gia đình thì khá là không có gì để mà chê và chê nữa đâu anh chị ha. Anh chị thích thì anh chị hạ ghế xuống hết là anh chị có thể làm được một cái giường nằm luôn. Rất là thuận tiện ha. Đây anh chị. Đừng có nách cửa nè ha. Còn rất là đẹp, nguyên zin hết anh chị ha. Rồi ok. Cánh cửa cũng vậy nè anh chị. Rất là cứng cáp anh chị ha. Nếu mà anh chị mình dành về xe anh chị xem anh chị sẽ cảm nhận được ha. Độ cứng của cánh cửa nè ha. Nó không có phải giống như mấy xe mà có dịch vụ taxi á. Anh chị mở ra là một là nó banh ra hết luôn, hai á là nó sẽ bị khép lại anh chị nha. Xe này tuyệt đối là không có ha. Những cái xe này thì nói chung anh chị mua về để đi gia đình thì không biết bao giờ mới hư. Đi rất là tầm chắc. Độ xe nó mới đi có trăm mấy ngàn cây anh chị, rất là chắc chắn và ok anh chị ha. Rồi ok. Anh chị nào mình cảm thấy ưng ý và cảm thấy thích cái dòng xe này thì cứ alo trực tiếp với em trai ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai anh chị ha. Thì cái dòng xe này thì sướng cái là gập gương tự động có nè ha, gương chỉnh điện có đầy đủ hết. Ở cặp bi này đẹp quá trời luôn anh chị ha. Móc khóa đồ này, đầy đủ đẹp lắm. Đây đây anh chị. Giấy nè, giấy tờ đồ bảo hành hướng dẫn sử dụng có đầy đủ hết cho anh chị ha. Thì nói chung là xe đây táp lô rất là đẹp anh chị ha. Chủ xe cũng dán một cái lót bàn thờ luôn cho anh chị ha, màn hình Android có đầy đủ hết cho anh chị. Rất là đẹp. Cũ số thì được may lại anh chị ha. Nói chung là người ta kỹ thì người ta may lại thôi, cái này bảo đảm anh chị xé ra là nhìn rất là đẹp luôn, tại thì mình thấy còn đẹp quá mình không có nỡ xé thôi anh chị ha. Nhìn rất là phê Rồi, luôn. bây giờ tiếp tục cùng anh chị mình xem. Đăng kiểm thì đăng kiểm còn rất là dài anh chị, tháng 6 2024 là anh chị ha. Đăng kiểm còn rất là dài. Đây cái nội thất này, cái đồ nhựa ở đây này nè ha, cũng còn rất là đẹp anh chị ha, còn rất là đẹp luôn. Thì hiện tại cửa hàng của em thì cũng bán được xe cũng như là chạy cũng còn lại vài chiếc thôi. Anh chị nào mình có nhu cầu muốn bán xe hoặc là có bạn bè hay là người thân nè muốn có bán xe thì cứ alo với em trực tiếp nhé. Nếu mà anh chị bạn giới thiệu qua việc mua bán xe thành công em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu anh chị ha. Còn anh chị mình muốn bán trực tiếp cho em trai thì sẽ được một cái giá tốt hơn và ok hơn anh chị nhé, không cần bị ép giá anh chị ha. Rồi đây những cái vô lăng nè, đẹp keng hết anh chị ha, đẹp keng xà beng hết à. Quá trời đẹp. Đây em sẽ vô trong cái nội thất và nổ cái máy lên, nổ máy lên, mở đèn hết đây, nổ máy lên đây, đề cái là lên ha, đề cái là lên đó, máy nổ rất là êm anh chị, nổ rất là êm. Em sẽ đóng cửa lại cho anh chị và thử những cái chi tiết cần thiết nha anh chị. Đây máy nổ rất là êm nha anh chị. Nổ rất là chuẩn men luôn đó. Đây quá trời đẹp ha anh chị ha, vô lăng quá trời đẹp luôn, không có dấu hiệu bị mòn anh chị ha. Đây cái này là gương chỉnh điện nha anh chị ha. Chỉnh điện đồ bình thường hết nha anh chị. Em đang chỉnh lên nè ha, rồi chỉnh xuống nè anh chị ha. Rồi ok. Gập gương tự động luôn nè anh chị. Dòng này thì anh chị xài gập sướng lắm, chung là dòng xe bản độ nha, dòng xe bản độ có đầy đủ cho anh chị mình sở hữu anh chị ha. Bấy táp lô luôn ha, mở bóng đèn cho anh chị kiểm tra luôn ha. Xe nói chung là mua về anh chị sẵn dùng thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa đâu anh chị ạ. Không cần phải làm một thứ gì nữa đâu, anh trai sẵn tiện mở capo lên quay cho anh chị xem luôn. Đây anh chị ốc tán nặng đồ nè ha, đẹp keng hết anh chị nha, đẹp keng hết á. Chung là xe thì anh chị lấy về chỉ có việc đi thôi chứ không cần phải lo nghĩ sửa chữa hay làm một thứ gì nữa đâu. Thì cái dòng xe này thì nếu mà bị hư hao sửa chữa thì phụ tùng thay thế của nó thì cũng khá là nhiều anh chị nhé, nên là anh chị cứ yên tâm về những cái phần đó ha. Tại vì dòng xe Kia Kia Hàn Quốc thì Việt Nam mình cũng chuộng và xài rất là nhiều anh chị ha. Đây em sẽ mở cái máy lên cho anh chị mình xem sơ luôn nha anh chị. Rồi ok. Đây anh chị capo của nó nè, capo nguyên zin nè, còn rất là đẹp anh chị à. Anh chị xem anh chị có thể cảm nhận được ha. Chiếc xe nó zin capo zin của nó ha. Xung chỉ là bao anh chị là không thiếu phần nào anh chị ha. Không thiếu phần nào hết ha. Ốc tán là chưa đụng đậy nha, ốc đáng tán là anh chị chưa đụng ha. Nguyên zin hết đây anh chị. Và cái
Đồ nhựa ở trên này cũng vậy ha, đẹp nguyên zin hết nha. Ốc tán là nguyên zin hết đó, không có đụng đậy, chưa tháo gỡ hay là gì hết đó anh chị ha. Chiếc xe rất là zin và rất là đẹp. Anh chị nào mình đang cần mua những cái dòng xe này xài thì anh chị có thể xem và nghiên cứu ha. Cảm thấy ưng ý nó thì cứ alo với em trai và lên xem xe anh chị nhé. Đây một cái đồ nhựa ở trên này cũng vậy ha, còn rất là đẹp anh chị ạ. À, cái bình của nó nè, cái này là bô e của nó nè, hộp điện của nó anh chị. Cái này là cái hộp não của nó anh chị ha. Và đây những cái keo hàng đồ nè, còn nguyên hết anh chị ha, còn nguyên hết đó. Cục thắng ABS nó, dòng xe Kia thì nó nằm ở dưới đây nha anh chị nha. Xẹt vô thắng của nó đây, dầu thắng nè anh chị ha. Máy nè, nổ rất là êm, không có dấu hiệu là rung hay là gì hết anh chị ha. Máy nổ rất là êm, không có dầu nhớt gì đâu. Những cái dòng xe này đây anh chị, nách nè, nguyên zin keo hàng của nó còn nguyên vẹn đầy đủ hết anh chị ha. Đây với đồ nhựa nè ha, lắc cho nó nè, đẹp keng hết anh chị à. Đây cái đồ nhựa đây cũng vậy ha. Chỉ có 259 triệu thôi mình sở hữu được một chiếc xe, xe đời cũng khá là cao anh chị ha. Mấy số zin nha anh chị nha, mấy số zin hết đó anh chị ha. Nắp cam cò chưa khui anh chị nha. Đây không có hơi hám gì đâu anh chị ha, không có miếng hơi nào hết đó anh chị ha. Đó đây không có miếng hơi nào hết đâu. Rồi xong, bây giờ em hạ capo xuống ha. Rồi ok, nói chung thì anh chị nào mình cảm thấy hợp túi tiền của mình và cảm thấy thích nó thì cứ alo trực tiếp với em trai ô tô Quốc Hùng nha, để được trao đổi với em trai ha anh chị ha. Em cũng đã quay xong những chi tiết cần thiết quay rồi, em cũng xin phép ngừng lại tại đây và chúc cho anh chị mình một đêm thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc bên gia đình, nhất là con cái nè, vợ chồng đi uống cà phê hay là đi ăn uống gì về đó, xem cái video xong rồi mình ngủ rất là ngon anh chị ha. Đây anh chị, bên cửa hàng thì còn lại một chiếc Accent 2011 số tự động anh chị ha, và chiếc Innova 209 siêu cộp luôn, chiếc xe gia đình cứng cáp lắm. Anh chị nào mình ưng ý thì cứ alo em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị xem ha. Còn chiếc xe Ford Bridge nè, 207 mẫu mẫu cuối 207 là mẫu mới ha, mẫu 208 anh chị ha, mấy dầu. Còn chiếc xe này thì là Santa Fe 208 số tự động mấy dầu luôn. Anh chị nào ưng ý thì cứ alo em trực tiếp nha, để được trao đổi với em trai anh chị ha. Còn ở ngoài thì còn có một chiếc xe Ford Bridge số sàn mấy dầu 207 cuối 207 luôn, màu 208 anh chị ha. Rồi em trai ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha. Nhớ đăng ký kênh trước khi rời kênh anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị nha, bye bye.